Thủ tướng nhấn mạnh triển khai mua tạm trữ từ bây giờ, không đợi đến khi thấp hơn giá thành sản xuất. Mua tạm trữ để giữ giá thị trường, qua đó kích giá và đảm bảo lợi nhuận cho nông dân. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong tháng 3 và tháng 4, nhiều nơi ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ đồng loạt thu hoạch rộ lúa đông xuân với sản lượng khoảng 6,36 triệu tấn, tương đương 3,2 triệu tấn gạo hàng hóa. Theo tập quán, người dân thu hoạch xong sẽ bán ngay tại ruộng, do đó việc tiêu thụ chậm dễ xảy ra tình trạng ứ đọng lúa hàng hóa, từ đó dẫn đến việc giá lúa bị sụt giảm. Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho rằng, nguyên nhân giá lúa gạo đồng loạt giảm mạnh là do tình hình xuất khẩu từ đầu năm đến nay gặp khó khăn. Thị trường gạo thế giới đang có những diễn biến khó lường. Trước thông tin, Thái Lan có chủ trương giải phóng lượng gạo tồn kho khoảng 20 triệu tấn trong thời gian tới.